Đời sống mịch thứ là ai, làm gì, ở đâu? Về xã Đông Hưng A, Lạng Sông, Mò Dòm. Con đó là con gì chú? Con dòm đen hả? Rồi mùa này mới có hay là mùa nào cũng có? Bây giờ là nước lợ hay nước mặn? Nước mặn mới có phải không? Rồi mình mò rồi mình bán cho ai chú? Cho người ta là trên, như chú nói này là trên Hà Tiên hả? À, xe Hà Tiên xuống mua hả? Rồi có bán ra ngoài chợ thứ 11 không? Dạ. Một ký bán được nhiêu hả chú? 2.000 một ký hả? Rồi một ngày vậy chú mò được bao nhiêu ký? 4-500 ký hả? Là chú mò từ mấy giờ đến mấy giờ? À, 4-500 ngàn. Là mò được mấy giờ đến mấy giờ? Dạ, cực quá ha. Dạ. Nhưng mà chú ngâm mình dưới nước lâu như vậy là bị tổn thương nhiều vì da đó. Dạ, là quen rồi hả chú ha? Dạ. Dạ. Rồi con này mình làm gì ăn chú hả? Mua giải quyết nó làm cái gì mình cũng không biết luôn. Đi xuống nó làm mà phải ra chục ngày tấn. Dạ. Vậy là ở đây là có nhiều người mò lắm hả? Ờ, mò dữ lắm mà lúc này cuối vụ coi giảm rồi á. Dạ. Đầu vụ một cái là con tính gì đó, cả chục giỏ. Đầu vụ là khi nào chú, tháng mấy? Qua Tết á. Qua Tết hả? Nhưng mà ở đây mình có ăn con này thì mình làm gì ăn? Con chưa có ăn bao giờ luôn. Con dòm đen hả? Con dòm đen là nó khác con dòm xanh phải không? Còn dòm đen là nó đen. Dạ. 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 À, như là cái con này nó nằm ở dưới bùn hả? Dạ. Đồ xanh thì nó nằm trên cây á. Dạ. Nó đóng theo lúa mực cũng đá. Dạ. Con này nó ít có đóng cây lắm. Rồi nhà chú ở đâu chú ơi? Thứ 10 qua đây luôn hả? Dạ. Chú tên gì con quên, con chưa hỏi nữa. Tên gì chú? Tên Thành hả? Chú Thành là thứ 10. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 4 mấy hả? 47 hả? Con 40 rồi đó. Dạ. À, mình mua ốc đinh hả chú? Mình lại thấy cho mua. Dạ. Mẹ đâu dám phải vô. Dạ. Ba con tôm lấy lá xe ra. Dạ. Rồi chú làm việc đi nha, con cảm ơn chú. Cực quá chú ơi, thấy cực quá. Một ngày chú ngâm bao nhiêu tiếng chú? Sáng tới chiều vậy.
Từ sáng đến chiều luôn hả? Ủa làm sao chịu nổi trời? Cái này là gì, mình rửa xong là mình ăn được phải không? Mình luộc mình ăn hả? Ông chú có bán lẻ không? Bán con vài ký coi. Dạ. À cái này phải rửa, phải có máy rửa hả? Dạ. À tức là bây giờ là chú cho chú đi mò xong rồi chú ra chú bán cho dựa hả? À tức là bên dựa họ sẽ rửa cái con này sọc xong rồi họ mới bán cho bên Hà Tiên. À con hiểu rồi. Chảy nó xuống á, nó vào mà nó kia mình mua bỏ ra ký bao nhiêu vậy, như 5.000 hay 6.000 vậy đó. Dạ. Nó bỏ lại rồi đầu mình mua, nó mua lại cho em 2.000. Dạ. Đúng như hẹn mấy giờ vậy đó, rồi xe nó chạy xuống mấy à. Dạ. Ở đây mình là ấp gì ta? Không cần nữa. Dạ. Dạ. Này thì kinh thùng luôn à. Này là kinh kinh thùng luôn. Chắc ấp gò ghe quá. Ấp gò ghe là trên này. Dạ. Còn đây chắc là ấp gì ta? Ấp Ngọc Thuận hả? Để con kiểm tra cái. Dạ. Dạ. Đời sao người ta không có sắm cái radio hoặc cái gì đó, người ta bật ca cổ hoặc bật cải lương, người ta vừa nghe người ta vừa mò cho nó thú vị. Có cái điện thoại vậy đó, điện thoại bắt nhạc được rồi đó mà phải. Còn nghe nó bốn phim. Sáng đi đường bên kia bạn đó. Gió nó bảo xe nhà của ta dục lửa kinh vậy. Dạ hả chú? Hồi tối hôm qua là ở đây có vấn đề gì hả chú? Hồi hôm bảo là gió lốc. Bảo mà gió xoáy hôm á. Dạ. Xoáy hôm bên bãi nó sập cái nhà, nó xoáy cái nhà xuống, để dưới sập nó đã qua đi được đó. Dạ. Mẹ mới chạy vòng qua đây nè. Dạ. Mẹ nó chạy vô 2-3 cây số rồi, được quay trở lại cái nữa. Dạ. Dạ. Anh ở đâu? Em ở thứ 11 nè. Ở ngay chợ thứ 11 luôn. Dạ. Làm vậy bên ngành gì? Dạ em đang làm cái trang miệt thứ thứ 11. Mình chia sẻ những cái thông tin với những hình ảnh sự kiện ở tại quê mình nè anh. Ở trên YouTube với ở trên Facebook luôn. Anh ơi cái máy này là máy cu le hả? Máy xe dít đa rồi anh chế thành này hả? À nó ra vậy luôn hả? Dạ, chạy êm không anh? Dạ. 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 Thôi em đi lên cái nhà sập đây, cảm ơn anh nha. Dạ, bye bye anh.